Xin chào các bạn, hôm nay mình làm sữa chua nha đam. Và mình cũng tiện đây mình cũng chia sẻ cho các bạn là cách làm sữa chua nha đam tại nhà cho trẻ ăn dặm. Rất là ngon và hiệu quả, hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ rất là tốt. Thông thường thì những dịp cuối tuần thì mình sẽ làm sữa chua nha đam một lần cho trẻ ăn để bảo quản được cả tuần các bạn. Thì đầu tiên làm sữa chua nha đam thì mình cần một nhánh nha đam là khoảng là 500g, là khoảng nửa ký gram các bạn ạ. Tiếp theo là mình sử dụng là khoảng là nửa lon sữa đặc là khoảng 190g. Và mình cần thêm một ít sữa tươi có đường hoặc là không đường. Tuy nhiên thì sữa tươi không đường sẽ ngon hơn các bạn. Và mình cần một túi sữa tươi không đường như này là khoảng là 220ml. Và cần thêm một ít nước sôi để các bạn pha sữa đặc. Và để sơ chế nha đam không bị đắng thì chúng ta cần thêm một ít muối và một ít chanh và thêm một ít đá lạnh nữa các bạn. Đá lạnh thì xíu nữa tôi sẽ cho vào sau. Và sau khi chuẩn bị thì xong thì mời các bạn cùng làm sữa chua nha đam cùng mình, không bị nhớt và vẫn nha đam vẫn giòn và sữa chua vẫn dẻo các bạn nhé. Đầu tiên tôi sẽ sơ chế cái phần nha đam, làm cho nha đam không bị đắng và nha đam vẫn giòn và không bị nhớt khi chúng ta cho vào sữa chua. Tôi cần một ít muối. Ít muối để bỏ vào đây để làm cho nha đam sạch nhớt và không bị đắng. Và các bạn cần thêm một ít chanh, các bạn nặng vài giọt chanh thôi các bạn. Đầu tiên tôi sẽ cắt nha đam. Để làm sữa chua thì đầu tiên tôi sẽ cho 1/2 lon sữa vào, 1/2 lon sữa đặc vào, một bát nước sôi, khoảng 100 độ C, nước mặt sôi nha các bạn. Chúng ta sẽ hòa tan hỗn hợp. Tiếp theo ta sẽ cho sữa tươi không đường vào, một bình sữa là tương đương với là 220ml. Và kế đến là tôi sẽ cho sữa chua vào. Và cuối cùng là các bạn dùng cái rây, các bạn có thể rây lại xem sữa chua đã tan đều trong hỗn hợp chưa. Sau khi hỗn hợp sữa tươi và sữa đặc và sữa chua đã hòa lẫn vào nhau thì tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần nha đam vào. Cho vào những cái lọ thủy tinh nhỏ để chúng ta tiến hành ủ sữa chua khoảng 8 giờ đồng hồ. Và như vậy là chúng ta có thể ủ sữa chua được các bạn ạ. Chúng ta sẽ cho vào cái nồi đất. Hôm nay tôi sẽ ủ sữa chua bằng nồi đất. Với nồi đất thì đặc tính của nồi đất là ủ sữa chua giữ nóng được rất lâu. Thì các bạn trong 8 tiếng đồng hồ các bạn ủ thì các bạn có thể thay nước khoảng là 3 lần. Sau 8 giờ ủ sữa chua thì mời các bạn cùng kiểm tra sữa chua cùng mình nhé. Đây các bạn ạ, sữa chua rất là mịn các bạn. Khi các bạn úp hũ ủ sữa chua xuống thì sữa chua vẫn không bị chảy ra ngoài các bạn. Nha đam thì nằm lẳng bên trong hũ sữa chua. Và sau đây tôi sẽ khuấy đều nha đam lên. Rất là dẻo đúng không các bạn? Dẻo và mịn các bạn. Sữa chua dẻo và mịn và nha đam nó không bị nhớt các bạn nhé.
Sữa chua có độ béo béo và nha đam thì mát và nó giòn các bạn, không có bị nhớt các bạn nhé. Và như vậy là sữa chua của chúng ta đã hoàn thành xong rồi các bạn. Và cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Và hôm nay tôi xin tạm dừng video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.